Nam-mô-bụt-tha-la. Kính Phật Chư Tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn lại phần cũ và học thêm phần mới. Về phần cũ nên ôn lại cho thân thuộc, vì nếu như không thuộc, lòng không thuần thục mà không ôn lại, học rồi bỏ qua thì không có được thăng tiến. Ngược lại, nếu chúng ta thường tụng đọc học cho thuần thục thì ôn cố nhi chi tăng, ôn lại cái cũ mà biết thêm cái mới. Và chính bản thân tôi làm như vậy và thấy đạt được nhiều cái lễ tốt đẹp, nên tôi cũng áp dụng phương pháp này đối với chư tăng tu nữ hành giả. Đừng coi thường những bài học cơ bản đọc rồi bỏ qua, phải học đi học lại cho thuần thục. Khi thực tập thì nhờ những cái nhớ đó mới phát hiện ra được những ý nghĩa. Cũng như hồi tôi còn nhỏ mà thân phụ của tôi bắt phải học những cái bài học như là đông y mạch lạc thì bắt học cho thuộc như vậy. Tôi cũng không hiểu để làm gì, học thì học thôi. Nhưng đến khi lớn lên, kể cả khi xuất gia rồi, đến lúc có dịp mà gặp những người sĩ vị sư ở mình thì cũng nhớ hồi đó ông chỉ bạc mạch như vậy, nó bấm để người ta chẳng chừng, thì chụp nhớ lại những cái thiệu, những cái câu hồi xưa ông dạy. Ví dụ như mạch phù nổi ngoài da phái phái, mạch trầm chìm đè nặng đến xương, vân vân. Thì nhờ nhớ câu đó cái tôi bấm vào đó, tôi đây là mạch phù mạch đại thì đó. Thì đây là cũng một ý nghĩa mà tôi thấy nên cần thuộc lòng. Rồi một lúc nào đó chúng ta thấy một cái gì hiện tượng gì nó phát sinh lên, mình trực tiếp ngay có thể giác ngộ được. Vì vậy nên cần phải học đi học lại, ôn đi ôn lại cho nhuần cho nhuyễn. Và phần học ôn họ ôn lại phần cũ cũng xin nhắc rằng trong chánh văn kinh Đức Phật đã dạy ở đây vị tỷ khưu tức là hành giả đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống, tức là tìm cho được cái trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được cái trú xứ thanh tịnh rồi, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi Parikkhanasatin, là cái chỗ gió vào gió ra có thể xúc chạm được cái dây trong dành trong lỗ mũi dưới trên bên trái bên phải chẳng hạn, thì hành giả ghi nhận được điểm nào thì nên đặt niệm chỗ đó. Sau khi đặt niệm như là cây cài của bộ nhớ ở đó xong rồi mới bắt đầu chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Ở đây là bám sát theo đối tượng hiện tại, tức là đang thở vô thì được ghi nhận biết rõ, đang thở ra cũng được ghi nhận biết rõ. Đó là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Và hơi thở vô ra dài ngắn như thế nào cũng được nhận mình thức được biết rõ như thế ấy. Như là hơi thở vô dài, biết gì ấy biết rõ là hơi thở vô dài. Khi thở ra dài, vì ấy biết rõ hơi thở ra dài. Hoặc là khi thở hơi thở vô ngắn, vì ấy biết rõ hơi thở vô ngắn. Hay là hơi thở ra dài, biết rõ hơi thở ra dài. Thì hơi thở như thế, cứ để hơi thở tự nhiên. Hơi thở nó như thế nào, biết rõ như thế ấy, dài ngắn đều được biết rõ. Như vậy là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra.
và mỗi hơi thở vô ra đó vẫn có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối của hơi thở vô, hoặc chặng đầu, chặng cuối của hơi thở ra. Là vì có suốt biết bám sát hơi thở vô ra nên bắt đầu thở vô cũng được nhận biết đó là chánh niệm chặng đầu và thở vô, và tiếp tục thở vô, thở vô, thở vô, đó là chặng giữa hay là trụ của cái hơi thở vô, cũng được nhận biết rõ đó là chánh niệm cái chặng giữa của hơi thở vô. Rồi đến chặng cuối của hơi thở vô là hơi thở ra đầy, hít thật sâu, nó không còn thở được nữa, thì hay là không có muốn thở nữa thì nó dừng lại, thì đó là chặng cuối của hơi thở vô. Cũng vậy, bắt đầu thở ra và tiếp tục thở ra, thở ra là chặng giữa, chấm dứt hơi thở ra, đó là chặng cuối. Thì hơi thở vô ra dài ngắn có đầu giữa cuối như thế nào, biết rõ như thế đó là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Rồi khi được thực tập như vậy mới thấy cái hơi thở vô ra có dài có ngắn, nó có thô có tế, thì bỏ cái thô tập lại cái tế. Thô tế này do so sánh mà có, hơi thở mạnh là thô, hơi thở yếu là tế, hơi thở nặng là thô, hơi thở nhẹ là tế, vân vân. Thì cứ bỏ cái thô, giữ lại cái tế, từ từ với các ý sẽ làm hơi thở vô dài càng quy tế hơn, thêm nhiều hơn, và khi thở ra dài sẽ làm hơi thở đó được vi tế hơn, thêm nhiều hơn. Khi thở vô ngắn cũng có tác ý sẽ làm hơi thở vô ngắn đó được vi tế, được thêm nhiều hơn. Rồi hơi thở ra cũng có tác ý sẽ làm hơi thở ra ngắn được vi tế, thêm nhiều hơn nữa, và có thanh tịnh, yên tịnh, thêm nhiều. Thế nào cũng còn có thể làm cho vi tế hơn, thêm nhiều hơn nữa. Cứ như vậy mà tập. Cũng giống như cái tiếng chuông, lúc ban đầu thì đánh nghe nó vang to, rồi sau nó vi vô, nó nhẹ nhẹ, nó ô ô tiếng, từ từ nhỏ dần dần. Thì có tiếng lớn, biết rõ tiếng lớn, tiếng nhỏ nhỏ, biết rõ tiếng nhỏ, nhỏ vừa vừa, biết nhỏ vừa vừa. Cho đến khi nó hoàn toàn, tiếng vi vô biến mất, chỉ còn cái dư âm văng vẳng ấn tượng lại thì cũng nhận biết rõ. Như thế nào thì sự ghi nhận hơi thở vô ra dài ngắn thô tế cũng như thế đó. Rồi như vậy gọi là an tịnh thân hành thở vô, an tịnh hơi thân hành thở ra. Thân hành tức là hơi thở mà làm cho im dịu như vi tế như đã nói, đó là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Và tiếp đó khi có sự an tịnh như vậy thì có thể có cảm giác hân hoan dễ chịu, thì đó là cảm nhận thị thở vô, cảm nhận thị thở ra. Rồi khi mà cái tâm được hân hoan hoan hỷ, cũng gọi là tâm lạc, thì cái thân nó cũng được khinh an nhẹ nhàng theo, thì cảm nghiệm theo cái trạng thái đó gọi là cảm nhận lạc thở vô, cảm nhận lạc thở ra. Đây là nói về thọ. Tiếp tục, thọ này có khổ, có lạc và có xả. Và thọ này nó đồng sanh với tưởng, tưởng và thọ là hai yếu tố căn bản liên hệ chặt chẽ với tâm, nên gọi là tâm hành. Tâm hành tức là thọ tưởng. Khi biết được cái chi pháp này rồi thì gọi là nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra. Nghiệm tâm hành đây tức là cảm kinh nghiệm về cái thọ tưởng, thấy nó có thô có tế. Thọ tưởng bất thiện là thô, thọ tưởng thiện là tế, thọ tưởng của thiện và bất thiện là thô, so với thọ tưởng của vô ký là tế, thọ tưởng của người không có hành thiền là thô, thọ tưởng của người có hành thiền là tế, thọ tưởng của người còn lậu hoặc là thô, thọ tưởng của người khó dứt trừ lậu hoặc là tế, vân vân. Đó là phân biệt như vậy. Thì bỏ thô tập tế này phải là tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Rồi tiếp tục nữa là qua phần niệm tâm, thì cũng tập là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Cảm nghiệm tâm ở đây tức là để kinh nghiệm
tâm có tham hay vô tham, tâm có sân hay vô sân, tâm có si hay vô si, tâm có thiện hay không thiện, tâm có định hay không định, tâm giải thoát hay không có giải thoát, tâm học thế hay tâm siêu thế, thì kinh nghiệm cái tâm hiện tại nó đang hoạt động hay thụ động, tâm nó đang tích cực hay là tiêu cực, thì khi nhận biết tâm đó rồi thì sẽ hưng phấn hay là tỉnh định, nâng tâm lên hay đè tâm xuống. Vì kinh nghiệm được nơi tâm thấy trạng thái tâm trong lúc ta thiền ngay bắt đầu hành thiền, tới đây cũng phải có để ý kinh nghiệm về cái tâm này như vậy. Rồi sau khi kinh nghiệm cái tâm thấy nếu là cái tâm mà nó ở trong trạng thái muội lược, hôn trầm, giả dụi, giải đại, thì đây là lúc phải nâng đỡ tâm lên bằng cách là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Hưng phấn đây có thể tu tập lấy một trong ba cái chi, hai giác chi đầu tiên là chánh pháp giác chi, cần giác chi và hỷ giác chi để nâng cái tâm nó lên. Còn nếu như cái tâm mà nó tích cực, hăng hái hoạt động để thành phóng vật mạnh thì phải đè tâm xuống bằng cách là tịnh tâm hạ, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Có thể tu tập lấy ba cái pháp giác chi phía sau là tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi để đè tâm xuống cho nó ở trạng thái dung hòa trung bình, không quá hăng hái mà cũng không quá là giải đãi, không quá tích cực mà cũng không quá tiêu cực, cũng không quá hoạt động cũng không quá thụ động, ở một mức vừa chừng. Đó là nhất là cần giác chi đó, cái hướng dẫn cái sự tinh tấn vừa chừng, không thái quá và không để cho bất cập, thì đó gọi là tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra. Rồi sau đó nếu như thấy còn bị hôn trầm thì nên năm cái pháp này truyền cái như là tham sân, hôn trầm thị miên, hoài nghi phóng dật, thì phải giải thoát khỏi những cái pháp truyền cái đó, vượt qua những truyền cái ngăn che như vậy, là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Rồi sau khi giải thoát tâm được rồi thì tâm được trở nên bình tĩnh an tịnh, không tán loạn, không đưa đến là phóng dật, thì bây giờ mới phát khởi thiền quán, lấy ngũ quẩn làm đối tượng, hay như là quán về ngũ quẩn, quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Ngũ quẩn mới có vô thường, chứ ngoài ngũ quẩn thì không có vô thường. Thì vô thường đây là sự sanh và diệt. Sanh được hiểu theo lý duyên sanh, diệt được hiểu theo lý duyên diệt. Thì hành giả có thể quan sát về ngũ quẩn, mỗi quẩn có hai chữ tướng sanh diệt. Như đối với sắc quẩn thì khởi đầu sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Rồi cái sắc đó, sắc quẩn này tức là cái thân xác của chúng ta đây, còn với đất nước lửa gió, thì những cái sắc nguyên thể đất nước lửa gió thì có 28 sắc pháp tất cả, thì mới quán về chung về cái sắc nó là vô thường bởi sanh diệt, mà nó sanh diệt, cái sắc nó sanh diệt nó cũng nương theo danh, do đó vô minh sanh thì sắc sanh, tham ái sanh thì sắc sanh, hay là tư nghiệp sanh thì sắc sanh, vật thực sanh thì sắc sanh, tướng sắc sanh là sắc sanh, diệt cũng có năm tướng diệt theo cái lý duyên diệt, bát chánh giả ni rô thô là cái duyên diệt đó. Thì vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực diệt thì sắc diệt, sắc biến diệt là sắc diệt, đó là năm tướng diệt. Quán sanh và diệt đó là vô minh sanh thì sắc sanh, vô minh diệt thì sắc diệt, tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc diệt, tư nghiệp sanh thì sắc sanh, tư nghiệp diệt thì sắc diệt, vật thực sanh thì sắc sanh, vật thực diệt thì sắc diệt, tướng sắc sanh là sắc sanh, sắc biến diệt là sắc diệt. Như vậy là đối với cái sắc quẩn cũng vậy,
Đối với thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng tương tự, chỉ đổi hai chi pháp sau cùng. Như là quán về cái tưởng, cái thọ thì cũng vậy, quán thọ, thọ vô thường thở vô, thọ vô thường thở ra, vô minh sanh thì thọ sanh, tham ái sanh thì thọ sanh, tư nghiệp sanh thì thọ sanh, xúc sở sanh thì thọ sanh, tướng thọ sanh là thọ sanh. Năm tướng diệt, vô minh diệt thì thọ diệt, tham ái diệt thì thọ diệt, tư nghiệp diệt thì thọ diệt, xúc sở diệt thì xúc ra diệt, thọ biến như diệt là thọ diệt. Như vậy là năm tướng diệt của thọ. Rồi sanh và diệt hay là tập khởi và cái đoạn diệt thì nhập lại hai phần sanh diệt bị quán. Vô minh sanh thì thọ sanh, vô minh diệt thì thọ diệt, tham ái sanh thì thọ sanh, tham ái diệt thì thọ diệt, tư nghiệp sanh thì thọ sanh, tư nghiệp diệt thì thọ diệt, xúc sở sanh thì thọ sanh, xúc sở diệt thì thọ diệt, tướng thọ sanh là thọ sanh, thọ biến dịch là thọ diệt. Đó là hai chi pháp sau. Rồi ba còn cái tưởng quẩn, hành quẩn thì bốn cái chi trên cũng giống nhau, chỉ có chi thứ năm là cái tướng của là tưởng sanh và tưởng sanh, tưởng biến dịch là tưởng diệt. Rồi cái hành cũng vậy, tướng hành sanh là hành sanh, hành biến dịch là hành diệt. Vì ba chi trên này nó giống nhau, bốn chi trên nó giống nhau, thì cái xúc thọ tưởng hành thì nó giống nhau. Rồi qua phần thức quẩn thì nó lại khác nữa, như là vô minh, tham ái, nghiệp thì giống, nhưng mà tới cái chi thứ tư thì thay vì vật thực của sắc quẩn, xúc đối với thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, ở đây thức quẩn thì đổi là danh sắc, danh sắc sanh thì thức sanh, danh sắc diệt thì sắc diệt, tướng thức sanh là thức sanh, thức biến dịch là thức diệt, đó là phần thức quẩn. Thì như vậy có tất cả là 100 cái hành tướng, 100 cái tướng sanh diệt của ngũ quẩn. Điều này chúng ta nên tập học cái thuần thục nhuần nhuyễn thì mới có thể phát triển thiện quán vipassana tốt đẹp được. Đó là nói về phần ôn phần cũ. Còn phần mới thì chiều nay tôi sẽ giảng thêm cho quý vị nghe về cái hành tướng là Upadda Vatto, là cái hành tướng tai họa. Upadda Vatto có nghĩa là cái gì nó đem lại cái sự buồn rầu sầu khi u não. Thì chính cái ngũ quẩn này nó như là cái tai họa, bởi vì nó đem lại những cái thứ bất hạnh vô hình, tức là không thấy cái trà mà hình thù cụ thể như là cây cối bên ngoài con văn họ thấy như vậy, nhưng mà nó âm thầm nó bên trong nó làm cho con người càng ưu tư phiền muộn khổ sở vân vân, mà tư lự giả là tàn thân chi bổn, lo lắng đó là cái khổ hại mình. Mà có cái thân ngũ quẩn này thì ít chứ nhiều cũng phải bị vương vào những cái sự bất hạnh vô hình này, tức là sầu bi khổ ưu não vân vân. Thì như vậy mới gọi là Upadda Vatto, nó như là cái tai họa, vì nó đem lại những cái sự đau đớn buồn rầu không hình sắc, nhưng mà nó lại rất là thâm trầm. Có những người bị vô bệnh thân ngâm, cái thân thì nó không có đau buồn, nhưng mà trong lòng nó rầu rĩ, nó rên rỉ. Cũng có khi tâm thì nó không bệnh, nhưng mà cái thân phải quằn quại đau đớn nhức nhối khó chịu chẳng hạn. Rồi cũng có lúc cả thân và tâm nó đều đem đến sự khổ sở, thân đau tâm bệnh, cái thân bệnh tâm
và tâm bệnh thì cái thân nó cũng là bị tiêu thị theo. Như vậy thì nó là món tai họa đối với những người chúng sanh có cái ngũ quẩn này nên bị tai họa như vậy. Cũng như Lão Tử đó, ngô hữu đại họa do ngô hữu thân, ta có nạn lớn vì có thân này. Nếu thân này không có thì họa khởi từ đâu? Vì vậy ngũ quẩn hảo bách thác bách tô như là món quà tai họa. Thì khi nào hành giả quan sát thấy được hành tướng tai họa của ngũ quẩn bằng với cái cặp mắt trí tuệ, thấy thật như chân như thật chứ không phải trừu tượng, không phải chỉ nói suông mà thấy rõ được thật tướng này là như vậy, thì hành giả ấy đang đạt được cái tùy thuận thân nhẫn. Và khi đối với cái người mà đắc được tùy thuận thân nhẫn này rồi thì sự việc này có thể xảy ra là sau đó quan sát thấy ngũ quẩn là pháp thực diệt, tắc dứt ngũ quẩn nên niết bàn, không có trạng thái tai họa như ngũ quẩn. Và sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Thì đó là vô ngàn giải. Ngài Xá Lợi khéo trình bày so sánh giữa ngũ quẩn và niết bàn, giữa hữu vi và vô vi, để cho chúng ta nương vào đó mà quan sát so sánh, phát hiện ra niết bàn. Và khi nhận ra niết bàn thì đó là đắc đạo, bởi vì tâm đạo thì mới biết được cảnh niết bàn. Và trở lại, khi hành giả đắc được cái tùy thuận nhẫn, nếu là cái căn gian lành đầy đủ thì mắt khởi sanh lên do ý nghĩa thấy được cái hành tướng tai họa của ngũ quẩn. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng là tai họa của ngũ quẩn. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện cái hành tướng là tai họa của ngũ quẩn. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt cả ngũ quẩn có cái trạng thái hay cái hành tướng là như là tai họa. Niết bàn pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ quẩn nên không có cái hành tướng là tai họa. Quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ chiếu sáng rực lên soi rọi cả là ngũ quẩn và niết bàn, tức là soi rọi cái pháp chân đế, thấy ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà pháp hữu vi thì hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Mà hễ có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Mà có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu uy khổ khu não, hoặc không có già chết thì không có sầu uy khổ khu não. Mà cái toàn bộ khổ quẩn được ra là sanh khởi lên như vậy không phải do ai tạo ra, mà chính vì ai còn chấp thủ ngũ quẩn thì có dao động, có dao động thì không có khuynh an, mà không có khuynh an thì sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì có khứ lai, có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là
toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy mãi đến vô chung. Còn đối với ai không có chấp thủ năm quẩn thì không có dao động. Không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có cứ lai, mà không có cứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn, được đoạn tận là khổ đau. Đối với những vị nào chứng ngộ được quả vị A-la-hán thì vị ấy thấy rõ, biết rõ, nói lên chánh trí của mình: sanh đã thành, phạm hành đã thành, việc đáng làm đã làm xong, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Đó là cái chánh trí của một vị chứng quả A-la-hán, luôn luôn đều thấy được như vậy. Và cái đoạn phần sau là phần căn bản của thiền quán, là tinh hoa của thiền quán, là công thức của thiền quán. Nên tôi phải lặp đi lặp lại mỗi ngày, dù quý vị không chịu, không muốn học thiền đi nữa, nhưng mà nghe tôi lặp đi lặp lại, mưa dầm thấm đất, biết rồi cũng thuộc, nhập tâm. Nhờ nhập tâm như vậy, hàng ngày quý vị mới có thể quan sát lúc nào có cơ hội trực nhận ra ý nghĩa này, tức là được giác ngộ. Vì vậy chúng tôi sưu tầm những câu Phật ngôn tinh hoa thiền quán kết hợp lại để làm một cái đoàn kết cho mỗi buổi sinh hoạt hành thiền và mỗi ngày. Như vậy mong rằng với sự việc này sẽ đem lại nhiều lợi ích. Và chiều nay sự trình bày đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Hôm nay nói về phần cũ thì cũng nhắc sơ qua trong cái phương pháp tu tập nhập tức thực sự tức niệm là có 16 đề tài. Qua 4 phần: thân 4, thọ 4, tâm 4 và pháp 4. Chúng ta đang học pháp theo cái đề tài thứ 13, tức là cái đề tài đầu trong 4 phần niệm pháp, là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Như vậy nắm lấy một câu căn bản này mà đề niệm, nhưng mà phải hiểu ý nghĩa vô thường và gồm có những chi pháp gì. Thì khi chúng ta niệm chỉ một câu căn bản là quán vô thường thở ra vô vô, quán vô thường thở ra, mà chúng ta suốt biết thông đạt cả những chi pháp sanh và diệt. Điều này quan trọng là chúng ta phải học thuộc lòng, phải hiểu rõ ý nghĩa đó. Thì khi quán như vậy mới có thể nhận thức được, giác ngộ được. Những câu chuyện mà trong kinh được kể đến, như ngài thiền trưởng lão Nam Tát Cát khi đến giảng về 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, tức là 18 giới thôi, mà ngài hỏi từng phần như mắt là thường hay vô thường, vân vân, thì 500 vị tỷ kheo ni trả lời là vô thường. Cũng giống như Đức Phật hỏi ngài quên đánh giá 5 vị kiều trực như: như sắc là thường hay vô thường? Thì các vị cũng trả lời: bạch Thế Tôn là vô thường. Thì 500 vị tỷ kheo ni cũng trả lời như vậy. Thì ngài Nam Tát Cát hỏi: cái chi vô thường là khổ hay là? Bạch ngài là khổ. Cái chi là vô thường là khổ, có nên chăng, có nên nói chăng, cái này là tật của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, không nên nói như vậy. Thì ngài Nam Tát Cát khen các vị tỳ kheo ni: như vậy là đúng, như vậy là phải,
vì đệ tử Thế Tôn có cái chi kiến, chánh chi kiến như vậy là tội đúng. Thì 500 vị tỳ kheo trả lời với Tôn giả Nan Thất Ca: Bạch Ngài, việc này đã được chúng tôi làm từ trước. Câu nói này có hàm ý cho rằng, cho chúng ta biết rằng đã được làm từ trước, tức là đã học từ Đức Thế Tôn hoặc một trưởng lão khác đệ tử Đức Thế Tôn đã giảng việc vô thường chi tiết như chúng ta đang học và tập, nên đến khi gặp Ngài Nan Thất Ca chỉ gợi lên để cái trí tuệ quan sát, thì Ngài hỏi đến đâu các vị trả lời rõ ràng đúng theo chi pháp, và đã trả lời là đã được làm từ trước, tức là được học, được đọc, được hiểu rồi. Bây giờ chỉ cần khiêu gỡ lên để ngọn đèn trí tuệ được có cơ hội thắp sáng. Và chính như vậy mới chứng được tất cả 500 vị đều được đắc đạo quả. Còn khi Đức Thế Tôn Ngài giảng về 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái trong bài kinh 66 của Trung Bộ Kinh, thì 60 vị tỳ kheo trong của chúng lúc bấy giờ đều chứng quả vô lậu A La Hán. Và sau đó 60 vị này đi giải chỉ dạy cho 60 thị trấn, và mỗi một chỗ như vậy cái số lượng tỳ kheo hành giả chứng đắc cũng tương tự như vậy. Về sau ngày Tiểu Long Tam Tạng và Chu La Na Ca Bi Tất Cả thiết tại các bài kinh này trong một hội chúng đông đảo, cả hàng ngàn vị tỳ kheo đều chứng quả A La Hán. Điều này cho chúng ta thấy là những cái phương pháp căn bản được học, được tập cho nhường nhiễn, và khi được nêu lên một cái thoại đầu, một câu hỏi thì quán trí phát được lên thấy rõ sự việc như vậy. Do đó chúng ta nên đi theo đạo lộ này tuần tự như thời xưa Đức Phật đã giảng dạy hướng dẫn cho các vị tỳ kheo. Đây là muốn nói lên cái phần quản về cái vô thường căn bản như mỗi ngày chúng ta được học và tập. Thì khi nói đến cái vô thường, tức là nói đến ngũ uẩn, vì ngũ uẩn mới có vô thường, mà gọi ngũ uẩn là vô thường bởi vì ngũ uẩn có sanh diệt. Sanh được hiểu theo lý duyên sanh, diệt được hiểu theo lý duyên diệt. Và mỗi uẩn như vậy có hai chủ tướng sanh diệt, tức là năm tướng sanh, năm tướng diệt và năm tướng sanh và diệt. Thì một uẩn có hai chủ tướng sanh diệt, thì năm uẩn có tới 100 tướng sanh diệt. Khi hiện thuộc chi tiết thở thực tập tinh thần, thì khi sau này thuần thục rồi, có thể quý vị tóm lấy cái diện mối căn bản, chỉ cần nghĩ đến quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, thì mọi cái chi pháp này được sáng tỏ, được thông suốt, không có gì che lấp, không có gì trở ngại. Còn nếu như không học, không hiểu, không biết, thì đọc xuông như vậy, bị vô minh bao phủ, che đậy, không thấy rõ được chân tướng sự thật. Vì vậy nên chúng ta nên học và tập cách quán vô thường thở vô, cách quán vô thường thở ra. Rồi từng cái gì vô thường thì cũng quẩn, thì cũng niệm tiếp quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Rồi quẩn thì có năm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì khởi đầu mỗi quẩn cũng vẫn phải quán, phải niệm sắc, vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra. Rồi tiếp theo là năm tướng sanh như vô minh sanh thì sắc sanh, vân vân. Nhờ có như vậy ghép lại những cái chi pháp căn bản này vào đó, chúng ta đem áp dụng vào từng hơi thở vô ra và đọc thì thầm như vậy trong giai đoạn chuẩn bị tu tập. Khi thuần thục rồi thì quý vị có thể an trú vào bất cứ một đề tài nào mà phát triển thiền quán điều được tốt đẹp. Đó là cần giải đi giải lại trong phần học cũ, được soi sáng, được trình bày với nhiều khía cạnh. Và nói đến vô thường thì trong Patisamvita Magga có nói đến 10 cái hành tướng vô thường.
thì trong cái 10 hành tướng vô thường đã được giảng qua, và kể đến 25 cái hành tướng người khổ thì thứ lớp cũng đã trình bày mấy tướng khổ trước như giảng qua chẳng hạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục trình bày giải thích cho quý vị về cái hành tướng là đe dọa. Thầy thấy cái ngũ quẩn nó có hành tướng như là bị đe dọa đó, gọi là Bali gọi là upasakato, có nghĩa là nó đe dọa. Thế nào là ngũ quẩn? Là nó như là cái mối đe dọa. Mỗi ngày chúng ta luôn luôn sống trong sự bấp bênh, học hồng, lo sợ, vì chúng ta luôn luôn bị ám ảnh những mối đe dọa trực hợp. Đe dọa cái gì? Là đe dọa bởi sự sanh cũng có, bị đe dọa bởi bệnh hoạn cũng có, bị đe dọa bởi sự chết cũng có, bị đe dọa bởi tai nạn cũng có, bị đe dọa bởi quả báo của nghiệp cũng có, vân vân, rất rất nhiều mối đe dọa. Nói về sự đe dọa sự sanh là sao? Như khi nào mà chúng ta nghĩ đến khi từ bỏ mạng sống này thì giờ phút lâm chung đó không biết chúng ta sẽ sanh về đâu, hoặc địa ngục, hoặc đầu thai thú, Atula, ngạ quỷ, chăng là. Nếu hiểu biết về lực nhân quả, cái chỗ đi tái sanh, thì chúng ta rất là làm kinh cảm, sợ hãi, là khi bỏ cái mạng sống này, không biết được sanh lại là người nữa chăng, hay là phải sanh là những con thú, như con gà, con vịt, con chó, con mèo, con ngựa, con voi, vân vân, hay là bị sanh vào bốn đường ác đạo, chúng nó như địa ngục, rất khổ, rồi tới ngạ quỷ, là đói khát, vân vân. Thì khi nghĩ đến nếu mà chết rồi không biết sự sanh như thế nào, thì cái sự sanh chắc chắn phải có, dù chết một cách bất đắc kỳ tử, chết một cách hết sức mau lẹ, nhưng mà vẫn có một cảnh thú tướng hay là một cảnh giới đi tái sanh. Chứ không bao giờ nó mà chết mà không có tái sanh đối với hạng phàm phu. Thì nghĩ đến sự sanh không biết như thế nào, đây là một sự mối đe dọa, vì chắc chắn có thân này là phải chết mà không biết bao giờ chết, thì cái sự chết nó cũng là đe dọa rồi. Vì sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh minh thai, nghĩ cơn những việc tiền loài mà đau. Thật vậy, hôm nay chúng ta đang có mặt về chứ không biết ngày mai chừng này có đủ mặt hay không. Trời tháng này chúng ta đang có mặt như vậy, không biết ngày này tháng sau còn có mặt trên cõi đời này hay không. Từ ngày này tháng này năm nay chúng ta đang được tu tập như vậy, không biết ngày này tháng ngày năm sau một trong những người có mặt này sẽ ra đi, dù sớm hay muộn chắc chắn không ai thoát khỏi con đường tử sanh. Thành ra cái chết cũng là một sự đe dọa, rồi chết rồi phải đi tái sanh mà không biết sanh vào cảnh giới nào cũng như là một sự đe dọa. Rồi cái bệnh tật bất cứ lúc nào nó có thể trở lên, đang đi đứng nằm ngồi mạnh khỏe như vậy, trục trặc một bộ phận nào đó trong thân thể, hay là như là hoặc do mật, do đàm, vân vân, thì có thể sanh ra nhiều chứng bệnh khác, nhiều chứng bệnh nan y cũng có. Trong lúc chúng ta đang mang những cái bệnh trầm trọng như khối u hay gì chưa phát hiện, cứ tưởng mình là khỏe mạnh, tới khi ngã xuống đau hay là tình cờ khám bệnh phát hiện ra có những khối u ác tính, vân vân, thì như vậy tuy sống hiện tại nhưng mà lúc nào chúng ta cũng có sự đe dọa. Thậm chí những người y tá, bác sĩ, đôi lúc họ nghe cho mình khó chịu mà họ không dám đi khám. Họ sao vậy? Thật kệ, để khám ra rồi nó loại ra bệnh còn lo sợ nữa. Giống như là tự mình dối mình, không dám nhìn thẳng sự thật. Nhưng mà trong tâm lúc nào cũng bị ám ảnh với những cơn đau như vậy. Rồi chưa nói gì bị đe dọa bởi những tai nạn, xe cộ, máy bay, tàu thủy chẳng hạn, đi chơi du lịch chẳng hạn. Có nhiều khi người nước này qua bỏ xác ở nước khác, có khi chết vì tai nạn vì máy bay giữa bầu trời, có khi chết vì tai nạn bởi xe thì nằm phơi thây ngoài đường, có khi chết bởi vì tai nạn
hạ trường thủy thì bỏ thân xác dưới biển dưới nước, vân vân. Thì như vậy không biết bao nhiêu sự đe dọa bởi những tai nạn, rồi chưa nói đến những đe dọa bởi cái quả báo của nghiệp trong quá khứ. Chúng ta thấy như ngài Đại Chuẩn Lão Một Quyền Liên đệ nhất thần thông, nhưng mà cái quả báo trong quá khứ vẫn chi phối ngày ngày đến với ngài. Dù ngài Đại Thần Thông trong bốn pháp khả chinh tây giá, thì thần thông cũng là bất khả chinh tây giá, là bất khả tư nghị, tức quả nghiệp cũng là bất khả tư nghị. Chính vì ngài Một Quyền Liên bị cái quả ngũ nghịch vô gián giết cha giết mẹ trong quá khứ mà sanh lên trời, ngài phải lãnh lấy cái hậu quả bị kẻ sát nhân giết ngài bằng bản thân ra nhiều mảnh đập dụng như bột. Thì đây là một sự đe dọa khi còn thân ngũ quẩn, do một vị thánh đại thánh a la hán như vậy cũng không thoát khỏi cái quả của nghiệp chỗ sanh. Vì vậy nếu mà ngồi kể ra nữa thì không biết bao nhiêu những cái mối đe dọa khi còn cái thân ngũ quẩn này. Với người tu tập thiền quán, với cái trí tuệ quan sát lên thấy rõ từng việc từng vấn đề, thì mới thấy cái thân ngũ quẩn này nó rất là nguy hiểm, nhiều khía cạnh, nhiều góc độ khác nhau, mà chúng ta dùng trí để quan sát ở góc nào thì thấy được góc đó. Như hôm nay nói về cái hành tướng Upasakato, nghĩa là cái hành tướng đe dọa như vừa trình bày. Nếu khi nào hành giả với trí như thật trí mà quan sát thấy rõ ngũ quẩn nó có hành tướng là đe dọa như vậy thật sự, thì ngay khi đó đắc được cái tùy thượng nhẫn. Mà đối với cái vị đắc tùy thượng nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra là khởi lên quán thấy niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có cái trạng hành tướng như là đe dọa. Thì cái sự thấy biết này đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Thì đó là sự việc nhờ quán ngũ quẩn rồi đối chiếu với ngũ quẩn, đối lập với ngũ quẩn là niết bàn, thì đã đưa đến sự giác ngộ giải thoát là như vậy. Sự việc này có thể được hiểu như vậy là sau khi đạt được tùy thượng thân nhẫn, hành giả nếu đầy đủ duyên lành thì mắt sanh khởi chân thể do ý nghĩa là thấy được cái hành tướng đe dọa của ngũ quẩn. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng đe dọa của ngũ quẩn. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa biết rõ toàn diện là hành tướng đe dọa của ngũ quẩn. Rồi minh sanh khởi do ý nghĩa thấu đạt được cả ngũ quẩn là có hành tướng đe dọa, và niết bàn không có hành tướng đe dọa. Rồi quang sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ phật chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chân đế. Ngũ quẩn là pháp chân đế vô vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Vô tướng là không tướng, hữu tướng là có tướng. Hãy có tướng thì có sanh thú, mà không tướng thì không có sanh thú. Hãy có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Hãy có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không sanh hữu. Hãy có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Hãy có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Hãy có già chết thì có sầu bi khổ u não, không già chết thì không sầu bi khổ u não. Đối với người còn sầu bi khổ u não
thì cái sự đau khổ được chồng chất liên tục. Là mà sự khổ não này không phải do ai, mà chỉ vì do sự tham ái chấp thủ. Thật vậy, ai có sự chấp thủ năm quẩn thì sẽ có dao động, mà phải có dao động thì không có khi na, mà không có khi na thì sẽ có hy cầu, hãy có hy cầu thì có khứ lai, hãy có khứ lai thì có tử sanh, hãy có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Còn nếu như ai không có chấp thủ năm quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, hay có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, mà không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên các vị A-la-hán khi chứng ngộ đạo quả với chánh trí, các ngài thấy rõ biết rõ là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm xong, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Và Đức Phật ngài cũng nói thêm rằng, đối với ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không còn tội lỗi bởi sự luân hồi đau khổ nữa. Và đây là sự giải thích trình bày về hành tướng đe dọa của ngu quẩn chiều hôm nay, đại ý là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.